Mùa hè đỏ lửa, quy đoàn khu trục năm 18 Việt Nam Cộng Hòa nhập cuộc. Xin mời bà con mình nghe bài viết của Phi Long Phạm Ngọc Hà, quy đoàn năm 18. Dư âm Tết Nguyên Đán 1972 như còn vấn vương nơi lòng người dân quân vùng hỏa tuyến bên bờ sông Bến Hải, thì đúng 35 ngày sau, sáng 30 tháng 3 năm 1972, một cơn bão lửa đạn từ bên kia Bến Hải đổ ập xuống đầu những người dân quân vô tội với cả chục ngàn đại pháo tập kích vùng giới tuyến DMZ. Võ Nguyên Giáp đã triển khai quả đấm thép mà chúng thường quanh quăng đánh cho Mỹ Cúc Ngụy Nhào với trên 40.000 quân chính quy, trên 400 xe tăng T-54 PT-76 và hơn 100 đại pháo và các súng phòng không đủ loại, đồng loạt xô quân vượt qua cầu Hiền Lương xâm lăng Nam Việt Nam. Với chiến thuật tiền pháo hậu sung, quân Bắc Việt đã tràn ngập tất cả các căn cứ hỏa lực Việt Nam Cộng Hòa tại vùng DMZ. Chúng ngang nhiên di chuyển trên quốc lộ 1 về hướng Đông Hà với tăng đi trước, lính Tùng Thiết theo sau, trên dấu xích xe tăng. Sau 4 ngày tiến công như chỗ không người, quân Bắc Việt tha hồ chém giết vì chúng không gặp một kháng cự nào đáng kể. Địch quân chưa đến, các căn cứ Việt Nam Cộng Hòa đã di tản chiến thuật hay tan hàng theo làn sóng dân chạy loạn. Từ mặt trận, những tin xấu thất trận khắp nơi dồn dập liên tục gửi về Bộ Tư lệnh Tiền phương Sư đoàn 1 tại căn cứ Ái Tử, xin tiếp viện khẩn cấp và xin khu trục của không quân tham chiến. Trong lúc thập tử nhất sinh này, thời tiết vùng hành quân rất xấu, vì vừa bị qua một cơn bão nhiệt đới, bầu trời đen ngòm xám xịt, trần mây rất thấp, cao không quá 500 bộ, năng kiến độ tầm nhìn xa không quá 250 mét. Nên Sư đoàn 1 Không quân Việt Nam Cộng Hòa đành bỏ tay, khu trục A-37 và F-5 là phản lực cơ siêu thanh bị giới hạn thời tiết không tài nào cất cánh được. Không lực Mỹ cũng không khá hơn, các phi công Mỹ còn bị Quốc hội cấm bay vùng DMZ. Các phi công Việt Nam Cộng Hòa bay quan sát cơ L-19 len lỏi dưới mây mưa, từ mặt trận gửi về Sư đoàn 1 Không quân nhiều báo cáo thật tiêu cực. Thấy bọn Việt Cộng di chuyển trên quốc lộ 1 với tăng dài cả cây số, nóng mặt quá, phát hiện PT-76 bò lẫn ngõm dưới ruộng, tăng T-54 chạy phong phong trên lộ, thấy nực quá, giá mà có A1 Sky Raider lúc này thì hay biết mấy. Tin xấu từ chiến trường bay về thủ đô Sài Gòn càng lúc càng tệ, báo chí thổi phồng thêm một cách vô ý thức, làm giảm nhuệ khí quân dân miền Nam. Và Bộ Tư lệnh Không quân đã quyết định mang Sky Raider từ Biên Hòa ra chiến tuyến, ngăn cản quân Bắc Việt tại Đông Hà. Phi đoàn khu trục năm 18 lệnh ấn tiên phong xuất quân ra mặt trận. Tại phòng hành quân Sư đoàn 3 Không quân Biên Hòa có đủ mặt các phi công khu trục hai phi đoàn 514 và 518. Các phi đoàn trưởng ngồi bàn tư lệnh. Căn phòng chứa gần 100 người mà không khí im lặng ngột ngạt đã nói lên tầm quan trọng của buổi họp. Sau khi sĩ quan quân báo thuyết trình tình hình chiến sự, Thiếu tá Lê Quốc Hồng, phi đoàn trưởng phi đoàn 518, giới thiệu Thiếu tá Dương Bá Trác, trưởng phòng hành quân, sẽ chỉ huy các hoa tiêu khu trục phi đoàn ra mặt trận. Tướng Tư lệnh Sư đoàn 3 Không quân bắt tay từng anh một, ông nói: "Tôi nhận lệnh từ Bộ Tư lệnh Không quân chỉ định phi đoàn 518 biệt phái Đà Nẵng. Tôi biết các anh sẽ gặp nhiều khó khăn vì thời tiết tại vùng hành quân rất xấu, vì là cuộc chiến xâm lăng, nên ngoài sa tăng, Bắc Việt còn có rất nhiều súng phòng công và SA-7 quả tiễn tầm nhiệt. Nhưng Sky Raider lại là khắc tinh tăng địch. Chỉ có Sky Raider mới có khả năng tiêu diệt tăng hiệu nghiệm nhất trên chiến trường. Chúc các anh em may mắn thi hành tốt nhiệm vụ." Trưa nay mùng 3 tháng 4 năm 72, đúng 12 giờ trưa, 16 Sky Raider được trang bị maximum hỏa lực chính thức nhập cuộc mùa hè đỏ lửa với 4 phi tuần nặng. Thiếu tá Dương Bá Trác bay lít với 4A1 phi tuần số 1 với danh hiệu Phi Long 31. Đại quý Lê Văn Sang phi đội trưởng phi đội số 1, phi tuần số 2, danh hiệu Phi Long 32. Đại quý Lê Hưng Long, phi đội trưởng phi đội số 2, phi tuần số 3, danh hiệu Phi Long 33. Đại quý Phạm Ngọc Hà, phi đội trưởng phi đội số 3, phi tuần số 4, danh hiệu Phi Long 34.
Đây là một phi vụ hành quân đặc biệt, hứa hẹn nhiều nguy hiểm khi trực diện ăn thua đủ với quân Bắc Việt, cũng là dịp để thi thố tài năng của phi công Việt Nam Cộng Hòa, một chiến tích trong suốt chiều dài bay bổng của đời phi công Việt Nam Cộng Hòa. Có ai ra trận mà đùa với tử thần, súng đạn không có mắt, Sky Raider được mệnh danh là quan tài biết bay, dù được bọc thép phòng lái bảo vệ sinh mạng cho phi công, nhưng khi gặp cơn mưa đạn thì cũng bù trực. Chúng tôi như một kinh kha bay đi giết giặc, đi không ai tìm xác rơi, nhưng tất cả các phi công đều có tinh thần chiến đấu rất cao, hăng say và hãnh diện được tham chiến. Sau gần 3 giờ bay, 4 phi đội đã hạ cánh an toàn tại Đà Nẵng, 16 Sky Raider với bom đạn nặng trĩu dưới cánh. Chúng tôi di chuyển đậu trước phòng hành quân sư đoàn 1 không quân. Tất cả các phi công khu trục tham chiến mùa hè đỏ lửa được trình diện tướng tư lệnh sư đoàn 1. Ông hoan hỷ welcome chúng tôi và bắt tay từng người một. Sư đoàn 1 dành cho chúng tôi hai trailer đặt phía sau phòng hành quân và một xe pick-up màu xanh không quân để di chuyển. Thiếu tá biệt đội trưởng yêu cầu sư đoàn cấp cho một xe van hay xe có mui để chở phi hành đoàn đi bay để thỏa mãn nhu cầu. Tư lệnh đổi cho chiếc pick-up khác đã được kiến tạo đóng thêm một cái chuồng cu ở thùng sau. Bằng ván ép trông thật nghèo nàn nhưng cũng tạm được. Vì mình đi quánh giặc mà có sao chơi vậy. Chúng tôi lên xe, ba ông leader ngồi trước, còn lại 14 ông ngồi thùng sau với nón bay, súng ống và trang bị phi hành nghẹt cứng. Trailer 1 phía trước, 1/3 làm phòng hành quân, 2/3 phía sau có hàng giường 2 tầng dành cho các leader nghỉ ngơi, còn căn trailer 2 cho tất cả các hoa tiêu còn lại, mạnh ai nấy tìm giường mình mà nằm vật xuống nghỉ ngơi. Thiếu tá biệt đội trưởng quay máy gọi trích thời tiết cả Mỹ lẫn Việt, được các quan sát cơ bao vùng ngoài chiến trường cho biết thời tiết không khá hơn bao nhiêu. Trần mây được gần 900 bộ, không có mưa. Điện thoại treo vang, thiếu tá biệt đội trưởng bốc máy. Biệt đội trưởng, tôi nghe. Anh em chúng tôi bu quanh nghe điện đàm, bên kia là tiếng tướng sư đoàn 1. Anh Trác hả? Khánh đây, tôi bị bên bộ binh kêu réo, họ yêu cầu mình tham chiến. Anh xem mình có thể đi hành quân ngay được không? Thiếu tá biệt đội trưởng ngập ngừng trả lời. Thưa tư lệnh, trần mây thấp không quá 800 bộ, tầm nhìn xa không quá nửa mai, khu trục lên không được. Chả cần đợi quá 5 phút, tướng tư lệnh sư đoàn 1 không quân gọi lại, ông năn nỉ. Anh em khu trục thông cảm cho tôi, quân bạn kêu réo từng giờ từng phút, họ chịu đựng địch tấn công cả 4 ngày đêm rồi. Tướng bộ binh bộ chỉ huy tiền phương ra lệnh cho tôi tham chiến, họ chả biết gì về không quân hết. Nghe nói mình có Sky Raider ra tăng phái, đã đáp Đà Nẵng rồi thì phải lên hành quân, mong anh giúp cho. Quân bạn chỉ mong nghe được tiếng máy bay khu trục trên vùng để lấy lại tinh thần chiến đấu cho họ. Thiếu tá biệt đội trưởng 518 trả lời. Thưa tư lệnh, cho tôi 5 phút tôi sẽ trả lời ngay. Ông cúp máy nhìn chúng tôi, ông nói tiếp. Tôi biết trong các anh có người đã bay hai vô hôm nay. Ông tướng không quân bị tướng bộ binh hành quá, quân bạn dưới đất chịu tổn thất rất cao. Anh em lục quân lộ trình lộ mưa cực khổ cỡ nào, vì thế bắt buộc tôi yêu cầu có anh em nào tình nguyện đi phi vụ này không? Cả phòng im lặng, ngu sao, đi chết, mấy ai volunteer? Một phút sau, thiếu tá Trắc cười buồn thông cảm nhưng ra lệnh như sau, không có ai tình nguyện hết. Thôi, hai ông đại quý Lê Văn Sang và đại quý Phạm Ngọc Hà biết ý đi chứ, vừa thâm niên vừa là phi đội trưởng, vừa pass khóa phi tuần trưởng nữa, đi chiêu đầu còn đợi gì nữa. Đại quý Sang có nickname là chú Thoàn, ăn bất cứ gì cũng phải có xì dầu, nháy mắt với tôi và nói, ê, hai thằng mình cùng khóa 64B và D, lên thì lên chứ sợ gì vợ thằng Tây. Tôi đi lít, Hà đi quân, ok. Thiếu tá Trác nói theo, hai ông lấy AD6 bom nổ, không đi AD5, good luck. Sau đó ông gọi điện thoại cho tư lệnh sư đoàn 1 không quân và cho tên phi hành đoàn. Đà Nẵng Tower, Dragon 41 call, over. Tôi gọi Tower xin cất cánh. Dragon 41, Đà Nẵng Tower, go ahead. Dragon 41, 2A1, hot scramble. Dragon 41, clear for scramble. Scramble là cất cánh khẩn cấp. Đại quý Sang và tôi cất cánh khẩn cấp. Hai Sky Raider lấy hướng Bắc đi Đông Hà, lụp sụp bay trong mưa phùn, giữ cao độ 500 bộ dưới mây. Đại quý Sang gọi. Phi Long 42, đây một gọi.
Phi Long 42, nghe năm. Radio của 41 receiver nghe bạn và tower rất tốt, nhưng mic của tôi bết quá, lúc tốt lúc xấu. Anh take lead, tôi đi win, ok. Roger, tôi take lead, nhận rõ. Tôi tống ga bay về phía trước thành lead để phi cơ cố đại quý sang thành số 2. Panama, Panama, Dragon 41. Tôi gọi đài kiểm báo radar vùng hành quân. Dragon 41, Panama. Dragon 41, hai phi cơ A1 Sky Raider cất cánh tại Đà Nẵng. 4 PM đi Đông Hà. Panama nhận rõ Dragon 41, quân bạn chờ Sky Raider từng giây từng phút, chúc các bạn lucky không có pháo binh. Lúc này tôi nghe tiếng đại quý sang lào nhào trên tần số. Bè phi cơ gì mà canopy không đóng kín, mưa giọt ướt cả áo ngoài, quần trong lạnh, cậu em quá. Tôi bấm máy chít chít cười hì hì. Phi Long 41 đổi qua tần số FAC, tức Forward Air Control. Roger, Phi Long 41, tôi đổ qua tần số phi cơ quan sát chiến trường. Radio check, ok, good. Mata 01, Dragon 41, tôi gọi phi công L19, Dragon 41, đây Mata 01, nghe. Dragon 41, 2A1 Sky Raider, 16 bom nổ, GB500 và 800 viên cà nông 20 ly. Welcome Dragon 41, từ 4 ngày qua bọn Việt Cộng quậy phá, chúng có cả 100 chiếc xe tăng T-54 và PT-76, quân bạn chờ Sky Raider tham chiến. Mục tiêu cho bạn là hai tăng T-54 nằm phía bắc sông Mêu Giang. Bên ta có hai tăng M48 nằm bờ nam. Lúc này hai bên đang đổ súng, mở màn chiến đấu. Sky Raider bứng hai con cua T-54, ok. Mata 01, Dragon 41 nghe bạn rất rõ. Mục tiêu là hai con cua nằm bờ bắc sông Mêu Giang. Mình sẽ vào châm hai con cua này ngay, ok. Phi Long 42 nghe rõ, bạn cứ yên chí để hai con cua đó cho tôi. Dragon 41, đây Mata 01, trần mây tại sông Mêu Giang, chở bóng xe tăng từ 900 tới 1.000 bộ, không có mưa, clear cho bạn đánh võ tự do. Mata 1, tôi thấy bạn rồi, hướng 5 giờ thấp, 41 đang bay bên phải sông Thạch Hãn, đã thấy vị trí tăng địch. Dragon 41 sẽ lay up từ ngã ba sông Thạch Hãn và sông Mêu Giang, từ đông sang đánh một phát Savo B-52. Roger, Dragon 41, bạn sẽ quanh kích từ đông sang tây. One Pass B-52, không thấy có phòng không nặng, nhưng chắc chắn có nhiều đại liên từ PT-76 bắn lên phi cơ bản. Ghi nhận có mấy chiếc đang bò dưới ruộng. Tôi gọi đại quý sang trên tần số. Phi Long 42, đây Phi Long 41. À, Phi Long 42 nghe. Phi cơ số 2 trả lời. Phi Long 41 sẽ truy kích đến từ đông sang tây dọc bờ sông Mêu Giang, tiêu diệt hai tăng T-54, làm một phát Savo B-52, sau quanh kích chui xuống mây, bay thấp sát ngọn cây tránh phòng không, hồng ai nấy giữ, không vào formation. Bay ra hướng biển về đáp, ok. Roger, Phi Long 42 truy kích One Pass Savo B-52, thả đáo là ngày của chàng mà, thấy hai con cua thông quá. Tôi ra lệnh tiếp, Phi Long 41 Combat Power 40/2600. Xin mở ngoặc, đây là cơ chế lực đẩy của đầu máy khi quanh kích 40 inch, độ hòa khí và 2600 vòng quay cánh quạt, xin đóng ngoặc. Setup Collimator, chỉnh độ máy nhắm, thả bom nổ như kéo lên trên 1000 bộ, over. Roger, Phi Long 42. Đại quý sang nhận rõ. Xa xa tôi thấy một vòng cầu lửa từ đạn pháo bắn qua bắn lại giữa bốn xe tăng. Hai T-54 nằm yên bờ bắc tác xạ. Còn hai M48 Việt Nam Cộng Hòa sau mỗi quả đạn bắn tăng địch lùi lại phía sau 10m đến 15m. Reload đạn xong lại bò lên bắn tiếp. Có lẽ đây là kỹ thuật của xạ thủ M48 dùng để xạ kích được linh hoạt hơn. Tôi gọi quan sát cơ tiền tuyến. Phi Long 41, Anaman switch on, số 1 in hot. Tôi đưa phi cơ vào sông Mêu Giang, lay up vào phía bắc, tấn công từ đông sang tây, tăng thêm ga kéo đầu phi cơ lên sát trần mây, kéo lên chui vào mây, kéo lên nữa, liếc nhìn chấm đỏ hồng ngoại tuyến từ máy nhắm di chuyển. Cách tăng địch 200m, tôi bấm nút bom 8 lần. Cùng lúc tay trái kéo cần manual, release bom salvo, hết bom đeo dưới cánh, giọng xuống đầu hai tăng địch. Vì thời tiết quá khắc nghiệt nên khu trục phải áp dụng thế đánh này, thả bom ở cao độ thấp. Thế đánh này rất nguy hiểm, đôi khi còn bị chính miệng bom của mình giết mình. 5 giây sau, một loạt 8 tiếng nổ kinh hoàng, đinh tai nhức óc của 4 tấn bom công phá. Sức phản hồi rất mạnh, nhồi phi cơ của tôi lên cao, nhủi đầu về phía trước, làm trung mạnh khu trục cơ Sky Raider mà tôi đang lái. Tôi nghiêng cánh trái 90 độ, ngoái đầu nhìn ra sau. Thấy một bức tường lửa khói đen bốc lên cao gần 200 bộ, kéo dài phủ chụp lên hai tăng địch, và một tiếng nổ lớn với cột khói đen xoáy cao bốc lên không, chứng tích một xe tăng đã bị Blue Eyes, tức trúng đích. Tôi bay chui ra khỏi mây xuống thấp lượng trái bay về phía quân bạn, cùng lúc tiếng phi công quan sát vang lên trong nón bay.
Phi Long 41, bạn đã đọc một con cô rồi. Bạn đánh đẹp lắm. Báo cho bạn biết, tôi quan sát thấy cả chục họng súng bắn lên từ BT-76 và lỏng ngỏng dưới ruộng. Cảm ơn bạn quá khen. Thường thôi, Sky Raider ra chiêu đầu được như vậy cũng đủ ăn ủi cho quân bạn dưới đất. Bay phía sau M48, tôi thấy quân bạn treo mừng giơ tay lên trời vẫy chào và cho nổ bốn trái khói xanh đỏ trắng và vàng đại quý sang vào vòng bắn. Tiếng ông vang lên tần số. Phi Long 42 gần hot. Chiếc số 2 kéo lên cao, cao nữa chui vào mây và 5 giây sau, 4 tấn bom GB rời cánh theo hàng chữ nhất và một bức tường lửa nữa đã được phi cơ số 2 dựng lên cùng chỗ hai tăng địch dài hơn 200 thước. Khói đen ngây ngốc bao trùm không gian, tiếp theo hai tiếng nổ phụ chát chúa với hai cột khói khổng lồ xoáy tròn bọc lên cao. Tiếng phi công quan sát bay L-19 la lên. Phi Long 42 đánh như để có hai tiếng nổ phụ. Số 2 đã ăn gỏi chiếc tăng thứ 2 và một kho đạn của Việt Cộng. Ê, báo cho 42 biết bạn bị dưới đất bắn lên theo tôi đó ngăn. Đại quý sang trả lời. Cảm ơn bạn, tôi thấy mấy con cua đồng bắn số 1. Và lúc tôi vào vòng bắn đã thấy chúng dàn chào lịch sự lắm. Đại quý sang gọi leader. Phi Long 41 bạn hô bên ngoài. Để tôi 42 vào một pass nữa tặng thêm cho mấy con cua PT-76 800 viên đạn cà nông 20 ly cho bỏ ghét. Thế là đại quý sang từ 800 bộ dưới trần mây đen ngòm mưa lất phất, lật một phát làm vòng bay 180 độ, phía cờ rải 800 viên cà nông bắn dọc mé bờ ruộng và cả ngàn tiếng nổ tròn rã, vì cà nông 20 ly đụng đất sẽ nổ lần thứ hai. Thấy phi cơ số 2 xuống quá thấp, đụng ngọn cây mới chịu kéo đầu phi cơ lên, tôi thót ruột la lên. Phi Long 42, hot vừa thôi chứ, nóng quá không nên, bọn chuột lắc đã trúng mất hết rồi, về đáp tối rồi. Tiếng Phi Long 62 lẩm bẩm, Phi Long 42 đánh chưa đã tay, hẹn ngày mai mình quay lại đây sớm, ok. Tôi trả lời đại quý sang, thôi đi bố, trời tối rồi, chưa có cơm nước gì hết. Hồi sớm cất cánh từ Biên Hòa ra Đà Nẵng, tôi vừa bay vừa ngóng được có ổ bánh mì xíu mại và một cái bắp luộc. Vậy đáp tôi cần phải làm bổn phận người lịch sử nữa chứ. Vậy thì vậy, Phi Long 42 đang bay ra biển. Đại quý sang ôn tồn đáp lễ. Ánh tà dương lui dần về phía chân trời, lúc này đồng hồ đã chỉ hơn 6 giờ chiều. Tôi gọi phi công số 2, Phi Long 42, tôi thấy bạn rồi, hướng 1 giờ, cao mạnh ai nấy đáp, ok. Mặt trời đã lặn, một màu đen bao phủ bốn bề, nhà nhà đã lên đèn, chợt tiếng của phi công số 2 gọi. Phi Long 41, số 2 gọi. À, Phi Long 42, go ahead. 42 bị electric failure, đèn đóm trong phòng lái tắt ngỏm, tối thui. Tôi bấm máy trả lời. Phi Long 42, bạn có mang theo flashlight không? Trả lời. Phi Long 42 có cả hai cái đèn bấm, một lớn và một penlight. Tôi lắc cánh phải, nghiêng cánh phải 20 độ nói tiếp. Phi Long 42, bạn vào formation sát cánh, tôi sẽ dẫn bạn về đáp. Bạn dùng penlight ngậm vô miệng để nhìn đồng hồ đáp. Ok. Roger, Phi Long 42. Đại quý sang nhận rõ. Phi cơ số 2 vào formation sát cánh ở vị thế 45 độ, đầu cánh clear đầu cánh. Đây là một quy trình rất quan trọng, hai phi cơ bay sát cánh với nhau. Cánh quạt của phi cơ số 2 tưởng chừng như muốn chém vào đầu cánh phải của phi cơ số 1. Có nghĩa là phi công bay, phi cơ số 2 hoàn toàn tin tưởng vào leader, chỉ biết ngóng cổ bay bám sát phi cơ lít trong mọi thao tác lên xuống nghiêng cánh, lơ đảnh một tích tắc để hai phi cơ đụng vào nhau là đi đông ngay. Leader bay vị thế số 1 phải bay rất là smooth, thật là chuẩn và đậm để đưa wingman về đáp. Về đến phi trường, vào straight in approach từ 1.000 bộ đưa phi cơ 2 xuống minimum altitude trên đầu phi đạo. Phi cơ số 1 tách trái độ hình thể, phi công số 2 ngậm đèn pin chiếu vào các phi kế mà tự đáp một mình. Sau khi tách phải, tôi go around, tức là một vòng bay khác để đáp sau phi cơ đại quý sang. Phi cơ của tôi về đến bãi đậu, đồng hồ chỉ 7 giờ tối. Còn một đoạn thứ hai, xin mời bà con mình nghe trận thứ hai.